Các nhà khí tượng nhận định hoàn lưu bão số 3 không gây mưa lớn kéo dài, tuy nhiên mưa cường độ lớn trong một thời gian ngắn kéo theo một loạt nguy cơ thiên tai. Ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phân tích những tác động sau bão số 3. Tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to. Do đó nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa. Từ nay cho đến ngày 9 tháng 9, thì trên các sông Thao, thượng lưu sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và sông Hoàng Long sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động lũ là từ báo động 1 đến báo động 2. Và trên sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã tại Thanh Hóa xảy ra đợt lũ ở mức báo động 1. Do mưa lớn trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các thành phố, khu đô thị và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội.